Nay mình đi khám phá hàng bãi nữa các bạn. Khám phá hàng bãi ha. Đây là Long Khánh, Đồng Nai. Giờ xem hôm nay có cái hàng gì mới về ha, để cập nhật cho bạn xem. Đây là những con đội gầm của ô tô nè. Đó, những đội gầm của ô tô thì ở bên đó, ví dụ chiếc ô tô mà nó bỏ ra bãi phế liệu thì nó sẽ có lại còn những con đội này. Đó, đội gầm ô tô. Còn đây là những cái ba lan kéo. Ba lan kéo thì nó rất là nhiều tấn ở trong này ha. Đó, rất là nhiều tấn trong này. Dụ như là 3 tấn, 4 tấn, 5 tấn ha, ba lan xích ha. Ba lan xích rồi ba lan gạt tay nè. Đây, những cái này ba lan gạt tay ha. Ba lan gạt tay, ba lan xích, ba lan kéo. Ở đây có những cái thùng đạn của cái thùng để đựng phụ tùng của Nhật vải nữa. Ở đây mình dở nó, bắt đầu mình kéo nó bung ra. À, đây. Nó kéo nó bung ra, nói chung là nó tới 3 học trong đó. Rồi những cái con đội mà đội đơn giản nè, đội đẩy lên nè. Ở đây có những cái móc đồ rất nhiều ha, móc nè. Móc rồi các cái loại xà beng, cái xà beng cậy nè. Rồi xà beng cậy rồi nói chung nhiều thứ lắm. Nói chung nhiều cái loại xà beng lắm, hàng bãi thì nói chung nó đủ các loại. Nói chung là người Nhật thì cái gì mà dân họ cần là cái đó có cái đó. Những cái búa cái đồ nói chung làm đủ kiểu con đà điểu. Rồi, kèm bấm. Các bạn thấy có những cái kèm rất là độc ha. Rồi, kèm này kèm cắt sắt tròn. Nè, nó có cái ngàm cắt sắt tròn nè, thấy không? Đó, rồi mỏ lẹp răng, rồi những cái kèm bấm nhỏ ha. Rồi, kèm cắt lớn. Có những cái kèm rất là lạ. Đây như cái này, cái này để gấp cái gì đó mình không biết. Đó, gấp ha. Ở đây nó có những cái kéo để mà cắt cành nè, cắt hoa kiển rồi đó, mà nó đủ kiểu hết ha. Đây nó có kéo chà bá luôn nè, đủ kiểu con đà điểu hết, cái cắt rất là nhiều ha. Ở đây có dây đeo, dây đai để đeo để mình thí dụ mình leo cây rồi mình leo bãi leo gì đó, nó có những cái đai rất là chắc ha, mình đeo vô người nè, những cái kẹp đã chưa bạn thấy không? Đó, những cái kẹp rất là đã ha. Đai kẹp. Đây, nó cái khóa của nó chắc chắn nữa mà. Khóa nó thật là chắc chắn luôn, hình như cái này mở nó ra dây nữa hay sao ta? Không. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái bên trong để mình khoan. Để mình khám phá vòng vòng đấy cái đã. Đây nó có những con đội nhỏ nè các bạn, thấy không? Đội nè. Rồi mình khám phá vòng vòng đây rồi tí ha. Thì đây là nó có cây thước dây nè. Ồ, cái thước này bao ngon nha. Thước này thì bao chê luôn, nhưng mà có điều có cái là nó bị đứt hình khúc ở cái đầu uổng ghê ha. 400 feet. Rồi có những cái cây thước gốc này các bạn, thước gốc này, gốc vuông này, thước này xài thì thôi chứ bao bền luôn ha. Đó, thước gốc vuông này, gốc cạnh này, ốp xả chưa cháu ơi, cây thước này bán nhiều cây chăng? 50.000 cây hả? Ồ, thước này xài biết chừng nào mới hư ha. Chất lượng. Thước gốc nè. Rồi Livo. Rồi thước kéo nè. Đây, thước kéo nè. Rồi. Rồi thằng kia là nó nói thước tiền vàng xong rồi nó đem ra dục tiền đường cho thằng lộn chưa? Kéo. Nào đó bên công an á, bên nội thì nằm xuống cho tỉnh đèn, nó nằm
đây có những cái này kêu bằng cái gì ta? Cái này kêu bằng gì cháu? Dạ. Cái này kêu bằng gì? Cái tô chú. Cái tô à? Lâu ngày quá chú quên tên. Cái tô. Rồi, cái bay hình trái tim. Cái bay đã chưa? Rồi cái gì đây ta? Nó có cái đồ chỉnh đây nè ha. Em chỉnh dao trắng. Đó. Rồi, đủ thứ hết. Có cả cái cưa ấy nè. Cưa lọng nho nhỏ nè. Rồi em khám phá những cái hàng này thử coi nó ra sao. Đây, bạn thấy những cái bay này rất là độc ha. Ha. Độc chưa? Đó. Này để làm cái gì đó? Không hiểu á. Bó tay. Cái chìa khóa này thôi nha, xài bao ngon luôn. Này tiếp nè, hình như nó có đổi chiều, có đổi chiều qua lại á, mỏ lết nè, mỏ lết chìa khóa đồ quá trời luôn. Có những thứ quá đặc biệt các bạn, thí dụ như không hiểu là nó làm cái xăm này để làm cái gì luôn. À cái này làm ngành da nè, để nó chọt vô để mà thí dụ như nó đâm vô cái lỗ á, nhưng mà cái này thì bao tốt luôn nha, nè đâm vô lỗ để nó may da rồi đó. Rồi những cái này để nó giống như kiểu nó đục cái ấy xong cái mày của cây nó ăn vô trong nè, nó chẳng ăn vô trong này đó, nó rất là nhiều cái thứ nó kỳ vậy ha. Ở đây là những cái lưỡi cưa. Cái lưỡi này về gắn vô máy cắt cỏ được ta. Lưỡi cưa nè. Đó, lưỡi cưa. À, lưỡi cưa nè. Có nguyên vô một cái mâm cưa luôn. Mâm cưa luôn ha. Đó, lưỡi cưa. Rồi ở đây, đây là cái máy gì mình không hiểu luôn ha. À, hình như trong này nó có cái máy, hình như trong này nó đựng bình ắc quy sao á. Rồi còn đây là cái máy mà máy ép nhiệt nè. Cái máy này nghĩa là nếu mà nó còn chạy là rất ok, thì để người ta thí dụ như người ta chỉnh cái người ta ví dụ người ta chỉnh cái chữ đi đó, ví dụ như là ở đây nó có đủ các cái chữ hết, thì để người ta in những cái thương hiệu nè đó, có in những cái thương hiệu đó, in những cái thương hiệu, nếu mà máy này còn hoạt động thì ok đó, ví dụ người ta in chữ gì đó lên. À, nó in xong nó có cái băng nó chạy, à nó in cái băng qua luôn tơi, ví dụ nó in cái chữ gì đó nó chạy qua cái băng qua luôn ha. Này người à ta cái gì nó in nhiệt nó chạy qua cái băng qua luôn. Rồi à, cái này để làm gì ta, làm như để đóng cái dấu gì á, à đóng cái dấu gì á. Đóng dấu gì xong nó có hai dao cắt luôn nè. À, con dao cắt đi luôn nè. Rồi à, ở đây cái máy gì đó. Cái máy gì đây? Motor chạy rồi à, cái đèn này nó bị bể ra nè. Cái đèn nó chiếu vô.
chạy cái băng qua. Ôi, không hiểu được, chả biết cái máy gì, bó tay cắm điện vô mới biết được. Rồi như cái máy này là cái máy gì đây mình cũng không hiểu luôn, máy kỳ lạ ha. Này nó chạy, nó chạy nó quay xuống cái này đây, này để làm cái gì ta, cũng như để nó cắt da, cắt gì, cắt da hay sao á, cắt vải à. Không hiểu luôn. Này đây, đây đây nó xuống đây, nó con dao nó cắt xuống nè, cắt xuống dưới cái bàn này, này nó cắt cái gì đó, 100V, 250W, 3600 là tua. Không hiểu được. Rồi rất là nhiều thứ. Hàng đồ mộc nữa. Máy này xài bền lắm. Cái này cái gì ta, ba lan, ba lan 6 kg 9 kg hả, cân bằng hả, móc lên cái vỏ 1-6 kg anh dỡ lên cái không, à vậy hả, à ba lan cân bằng. Tokyo da băng, Niigata da băng, Makin da băng. Đang làm clip ạ. Nghe sao cái tiếng quen quen. Đó, quen thì nó đó. Ôi cha, mũi khoan đã quá ha. Mũi này giống như kiểu nó chưa xài đây. Nè, nó còn mới tinh, nó đen thui luôn nè. Nhớ mũi này mình làm mũi gì đã, khoan gỗ hay khoan thép cháu biết không? Khoan sắt hả? Nhớ mũi này mình bán khoan bao nhiêu tiền mũi cháu? 400 hả? 400 tính ra vẫn còn rẻ. Nếu mà cái mũi này mà nếu mà mới nó phải là 700-800 à? Hả? Trên 1,5 triệu hả? Sao cháu không bán mắc một chút cho nó ngon? Ô dạo này sao tao thấy mày đẹp trai trắng trẻo ra dữ vậy cưng? Hả? Hả? Quay chỗ này nè. Sao? Chỗ này hả? Không, chú thấy cháu dạo này đẹp trai trắng trẻo ra hơn kỳ trước nhiều á. Ô cái máy nè, cái máy gì nó lạ dữ cháu ơi. Cưa vòng. Hả? Máy cưa vòng. Cưa vòng là cưa làm sao? Nó cưa sát cái chú, cái lỗ nó chạy một vòng nữa. Nó xài lưỡi. Nó xài cái lưỡi này hả? Cưa sắt hả? Như cái máy này bây giờ mình bán bao nhiêu tiền cái cháu? 6 triệu. Nó là 220 không? 100V hả? 100V mà nó ít quá, mà nó có 340W à. 6,5 triệu cái hả? Chúng tưởng rẻ rẻ mua về cưa chơi mà mắc quá thôi. Cái đó nó có cách 45 độ. Máy công nhận đã thiệt á. Đúng. Này quạt ra. Quạt khúc. Máy đã quá ha. Trời ơi. Chu cha máy chất lượng. Quá đẹp luôn. Cướp vàng của nó đó. Đây. Có những cái hàng đặc biệt. Cái móc gì ta? Mà để bóc giác đây hả cháu? Để bóc kẽm xây dựng đó. Bóc kẽm xây dựng. Để quay về đúng không? Chú hiểu rồi. Ô cha, cái này máy này thì thôi chứ máy thợ hồ là khoái lắm ơi. Có nhiều cái đặc biệt quá, mấy kẽm này cắt sắt nè, đúng không? Cắt tôn nè. Cái kia là bấm dây hả ta?
kèm bấm dây à. Kèm bấm dây đục. Mấy đục này của thợ mộc hay sao cháu? Điêu khắc được ha. Búa. Ồ như búa đẹp quá ta. Cán đã nữa. Nó như mới vậy cháu bán nhiều cái cháu. Mấy mua đó bán 60.000. Mấy? 60.000 cây. 60.000-70.000 cây rẻ vậy ta. Hả? Thiệt đó chứ. 60.000-70.000 cây quá rẻ luôn chứ. Búa mà cỡ này. Cái đó để làm gì vậy em? Cái đó để mình làm gì? Hả? À. Một lít răng. Cào ba răng. Mới tinh luôn. Búa lục giác nè. Này giờ mình làm như nó. Cái này nhiêu cháu? Cái đó là 120.000. Mới chưa xài luôn. Đẹp ghê ha. Ú trời. Cái này xài biết chừng nào mới hư ta. Nó bằng thép luôn á. Không, khó hư lắm. Khó hư lắm. Để gì hư được. Eto nè. Cái Eto này nó mới hay mình sơn lại trong? Sơn lại luôn. À. Sơn hay dữ ta. Thở đâu sơn vậy? Đẹp dữ ta. Ồ, cây này bắn bằng điện ha. Máy máy này máy gì ta? 150V, 200V, 10A, giống như cái giống như ổn áp. Máy mài khoan nè, hàng bãi Makita. Máy để làm cái quái gì ta? Đó là ghép mộng bánh quy chú. Là ghép mộng gì? Bánh quy á, nó ghép mộng để làm bánh mộc của chú. À, mộc à. Nhiều cái lạ ha. Đúng lạ luôn. Rồi, trong đó con chó chú ngắn ra quay máy. Con chó này hả? Tự con đó. Cái này bằng gì đây? Coi chừng vàng nữa chứ. Con chó, con rắn. Con rắn này có con Mitsubishi đây. Ký hiệu Mitsu nè. Ký hiệu Mitsubishi nè. Đâu, con để đó giờ bữa con cưới con vợ. Cưới con nhỏ này bữa con rắn nữa. Như cặp này mình bán nhiêu? Không bán chứ. Không bán hả? Con trâu nữa, cưới vợ rồi canh trâu nẻ ra ăn đứa con. Ủa cái lưỡi này của Nhật mà nó mới về luôn đây hả? Chưa xài luôn. Như mấy lưỡi mới vậy mình bán nhiêu một cái? 250-300. Ờ. Ô cha, cái bộ này bộ hơi phải không ta? Nguyên một bộ luôn. Mấy? Là bao nhiêu tiền? Đã quá ha. Y như là mới luôn vậy. Đây nè, nó gồm có nè cái nguyên một vàng tiếp nè. Cái vàng bắt đầu hơi nè. Cái cây này luôn hả? Không, cái cây đó riêng. À, cây riêng hả? Rồi mấy cái bộ súng bắn nửa, bắn nằm, bắn đứng, rồi bên này là mấy cái đầu đục, đầu búa, đầu gì tùm lum đây nè. Đầu mai đồ nữa.
khám phá đã quá. Này nữa, thằng Nhật nó làm nhiều cái món nhìn thấy nhức đầu thiệt chứ. Này để cắt sắt nè. Rồi cái máy này là máy gì cho mày? Máy mà nhắm băng đúng không? Nhắm băng á. À, còn cái máy này? Máy cắt cáp. Cắt cáp hả? Cáp gì? Cáp. À, cáp điện hả? Đau não ta. Máy mài thường. Máy mài. Máy mài, máy... máy máy này là máy cắt cành đây nè, à, máy cắt đọt cây kiển ngay đâu nè, máy cắt đọt cây kiển đầu nó có cái lưỡi cưa, đầu đây nó có một cái lưỡi cưa nè, có cái lưỡi cắt nè, đó cái lưỡi cắt các bạn thấy để cắt cái máy gì ta, cái gì cháu ơi, cái máy vàng vàng này máy gì cháu? Cái đầu xe luôn. Hả? Cái đầu xe mà con đang rú, rú có hỏi con hồi con quên hết luôn. Là cái gì cơ? Cái xe hơi đó. À, cái đội xe hả, mà lạ lùng vậy ta. Xài bình 12V hả? Ồ. Để lâu quá quên nó luôn á, quên luôn á. Ồ. Hàng độc ta. Khỏi mất công đội bằng tay ha. Đây. Nguyên trong vỏ luôn. Có bánh xe rồi chạy luôn. Máy sạc. Đủ loại máy. Cái gì ta? Cháu ơi, cho chú hỏi một lần nữa được không? Cái máy này máy gì cháu? Máy đục mộng. Đục mộng hả? À. Đục mộng là làm vừa đèo còn vừa đúng. À, rồi. Đục mộng, máy khoan. Khoan bàn. Khoan bàn, đục mộng. Trời ơi cái máy này. Cái máy này cái máy giống như đục bê tông á. Khủng khiếp ha. Như cái này mình bán nhiêu tiền trong? Bán 220 100V hả? Ú chà, cái này mà mang một cái biến thế, mang một cái máy phát điện mà 100V theo ha, đúng không? Bỏ nó mà đục thì thôi chứ di động luôn, sướng luôn á, quá đã luôn. Mới 20 mấy triệu mà bán có 6 triệu à, rẻ thôi. Không ai mua à. Mấy máy lạ chứ, máy khoan hả ta, máy gì á. Máy bơm hơi.
có mấy con đục à, mấy con đục bê tông khủng khiếp chưa. À, cái máy này bắt vô đây luôn ta. Ngộ hay này. À, để nó quấn dây đồng. Sao?